Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình bình luận và thời sự của Vote TV trong bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý khán thính giả, về tin đồn Nguyễn Đức Chung tự sát hay bị đầu độc, chúng ta đã tiếp nhận nhiều những thông tin và một trong những thông tin được blogger Người Buôn Gió cho biết đó là tỷ lệ sống của Nguyễn Đức Chung chỉ khoảng 20%. Trong khi đó, qua một người bạn thân, Nguyễn Đức Chung đã để lại những lời di nguyện về những điều căn bản, cơ mật và quan trọng nhất, phòng khi ông ta bất đắc kỳ tử. Khi Nguyễn Đức Chung bị hôn mê sâu phải nhập viện và phải đưa vào ICU, phải sử dụng máy thở để trợ thở và còn nhiều những phương pháp khác, trong đó từ những thuốc loại tốt nhất cho tới các bác sĩ đầu ngành đã được huy động để cứu chữa cho Nguyễn Đức Chung. Câu hỏi đặt ra đó là liệu về những tin đồn tự sát hay đầu độc, nó nhằm mục đích gì và đâu là thông tin chúng ta cần lưu ý? Mấy ngày qua, dư luận rộ lên những tin đồn đoán rằng có thể cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tức là Chung Con, đã bị đầu độc hoặc ông ta đã tự sát nhưng bất thành, hiện phải đang nằm viện và bị quản thúc bởi một rừng cảnh sát và mật vụ đang canh gác kiểm soát gắt gao từng động thái của ông này. Từ xưa, sử Việt lẫn sử Tàu đều chép một cách khá kỹ về những vụ giết người dưới các triều đại phong kiến, với rất nhiều những hình thức như là kết án tử hình, đầu độc, bức tử và thủ tiêu. Để làm gì ạ? Để cướp ngôi báu, để tranh quyền, đoạt lợi, để tranh giành ảnh hưởng trong hoàng cung và đồng thời để nắm giữ những vị trí chủ chốt trong quốc gia. Ngai vàng, quyền cao chức trọng luôn là đích ngắm và cũng đồng thời là nguyên nhân dẫn đến chuyện anh em cấu xé, giết lại lẫn nhau, con hại cha, vợ đoạt mạng chồng, đại thần kết bè, kết đảng, kết phái để xử tử vua, làm loạn, phản loạn, hay kể cả vua cha, vua con hãm hại nhau. Dưới triều đại Cộng sản, câu chuyện thảm sát nội bộ, thanh trừng nhằm loại bỏ đối thủ chính trị, loại bỏ những khai quốc công thần không chịu phục tùng, loại bỏ những người khác biệt về quan điểm và những chính sách cai trị cũng kinh hoàng không kém gì dưới các triều đại và triều đình phong kiến. Chúng ta cần phải đi tìm hiểu lịch sử, đi từng những bước sơ khai và dẫn chứng như thế để nhìn ra bộ mặt đích thật và qua đó hiểu được bối cảnh mà Nguyễn Đức Chung hiện nay đang gặp phải. Chẳng hạn như từ trước, các lãnh tụ Cộng sản từ Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Đặng Tiểu Bình cho đến kể cả Hồ Chí Minh đều tàn bạo như nhau. Họ lên ngôi từ những cuộc cách mạng đầy bạo lực sát máu của người Cộng sản, dựng lên các chính thể độc tài, toàn trị và khát máu. Vì thế, việc thanh toán thủ tiêu ám sát hay mượn dao giết người dã man đối với các đồng chí đồng đảng, những người từng vào sinh ra tử với nhau trở nên rất đỗi bình thường. Ở Việt Nam, từ sau năm 1945 đến nay, có rất nhiều cái chết bí ẩn đầy nghi hoặc, mãi mãi được phủ bởi lớp mù sương. Đó là cái chết của tướng Nguyễn Bình, đại biểu Quốc hội Dương Bạch Mai, đại tướng Hoàng Văn Thái, đại tướng Lê Trọng Tấn, ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Đình Tứ, tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Đào Trọng Lịch, trung tướng Nguyễn Khắc Nghiên và tới thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh, hay kể cả cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trở lại với câu chuyện Nguyễn Đức Chung hiện nay, người đang làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện là tin đồn lan tỏa trên các mạng xã hội. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Vào năm 2015, khi đang giữ chức Giám đốc Công an Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã phát bệnh được coi là ung thư đại tràng hay gọi là polyp đại tràng. Qua giới thiệu của một giáo sư y khoa, Nguyễn Đức Chung đã sang Pháp để điều trị và người trực tiếp chữa bệnh cho ông Chung là giáo sư Joël Lepreuil, là một bác sĩ khoa phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Đại học Civo thuộc Strasbourg, Pháp. Ông là một trong những bác sĩ lừng danh về phẫu thuật nội soi tiêu hóa, người được nhiều giải thưởng cao quý, đồng thời là một trong những chuyên gia đầu ngành. Vào năm 2016, sau khi lên làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, được đưa vào Trung ương khóa 12, Nguyễn Đức Chung đã mời giáo sư Joël Lepreuil tư vấn và giúp đỡ thành phố Hà Nội hoàn thành trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Tiêu chuẩn mà Nguyễn Đức Chung đặt ra đó là bệnh viện này phải đạt chuẩn quốc tế và trung tâm này đã khánh thành vào tháng 11 năm 2016. Ngày 11 tháng 8 năm 2020,
Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với Nguyễn Đức Chung. Tiếp đó là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký một quyết định mang số 1223/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2020 tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, với mục đích là để xác minh điều tra trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Đó là trích nguyên văn từ thông tin của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Kể từ hôm đó, Chung con suy sụp tinh thần, nhiều hôm bỏ ăn, mất ngủ, dẫn đến bệnh tình tái phát. Nguyễn Đức Chung đã được gia đình đưa đến bệnh viện tại Bệnh viện 198 của Bộ Công an để điều trị. Và cho đến nay, sức khỏe của Chung con tạm ổn, sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra Bộ Công an. Bản thân Nguyễn Đức Chung nhiều năm công tác trong cơ quan pháp luật và tiếp cận với thượng tầng chính trị, nên ông ta hiểu rõ luật chơi hơn ai hết. Luật chơi ở đây đó là những chiêu trò và cả những mặc cả về chính trị. Nguyễn Đức Chung hiểu rằng, chuyện chính trị ở Việt Nam khi đã ở bên thua cuộc thì quyết định khôn ngoan nhất là cúi đầu và thành khẩn nhận tội, còn nếu không thì sẽ nhận một cái gì đó, ngay kể cả là cái chết. Hơn nữa, đối với Nguyễn Đức Chung, bây giờ nếu như muốn tìm đến cái chết là điều cực kỳ khó, khó hơn gấp nhiều lần Chung con muốn sống. Bởi vì chúng ta biết rằng, muốn Chung con phải sống để nhận hồi kết, còn nếu muốn thủ tiêu ông ta thì có lẽ dễ như trở bàn tay đối với Tô Lâm. Xin được nhắc lại, đầu năm 2014, một cái chết điển hình tương tự đồng hao đó là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, người đang khỏe như vông, chỉ một lời khai của gã Dương Chí Dũng là phải trốn vào bệnh viện và một tháng sau thì chết đúng quy trình. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, người được dân Đà Nẵng coi là một trong những thần tượng của họ và có những phát ngôn được coi là mạnh bạo hơn, một người nổi tiếng là cẩn trọng và lão luyện đến ghê người. Cụ thể là khi ra Hà Nội nhậm chức, Nguyễn Bá Thanh đã không dám ăn bất cứ thứ gì ở Hà Thành, từ lái xe, đầu bếp, nhu yếu phẩm, gạo, cơm, thịt cá, mắm muối, gia vị đều được Nguyễn Bá Thanh cho người mang từ Đà Nẵng hoặc các nơi mang đến, có kiểm tra xuất xứ nguồn gốc một cách rất rõ ràng. Vậy mà chỉ cần sơ sẩy một lần chút trong lần xuất ngoại vào cuối năm 2013, Nguyễn Bá Thanh đã bị nhiễm phóng xạ ARS nặng đến nỗi y học phải bó tay. Trong đợt đó, người ta cho rằng ông Nguyễn Bá Thanh khi đi với một người bạn và khi làm việc đã dính phải một nhúm lông tẩu. Chúng ta cũng cần phải nhắc lại rằng, chỉ cần sơ sẩy một chút, vài tháng sau sinh mệnh của Nguyễn Bá Thanh đã tròng trành và từ đó trở về với Diêm Phủ. Trong một diễn biến khác, thời gian gần đây trước thềm đại hội đảng bộ tỉnh thành hướng đến đại hội 13, nhiều quan chức to nhỏ đã lăn ra đổ bệnh, lăn ra chết một cách bất thường. Trong đó có Phạm Thanh Tùng. Tùng sinh ngày 1 tháng 5 năm 1968, quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, là ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đảng Quảng Ngãi. Chiều ngày 30 tháng 6 năm 2020, không lâu sau khi người đồng hương là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Căng bị kỷ luật và phế truất, ông Phạm Thanh Tùng thấy khó chịu, hồi hộp và đổ gục xuống, đột quỵ ngay trên bàn làm việc. Ông Phạm Thanh Tùng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu và sau đó ngay trong đêm chuyển ra Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Ông rơi vào hôn mê sâu và chết vào ngày 4 tháng 8 năm 2020. Dư luận Quảng Ngãi xôn xao bàn tán nghi vấn đây là một vụ hạ độc thủ để tranh giành quyền lực, vốn cũng thường xảy ra và rất dễ xảy ra ngay cả với các cấp nhỏ. Một nhân vật khác là Hoàng Xuân Đán, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1974, quê ở Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ông Hoàng Xuân Đán được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào đầu tháng 4 năm 2020. Ngày 15 tháng 8 năm 2020, từ sáng đến trưa ông làm việc bình thường và vui vẻ. Sau bữa ăn trưa ngay tại cơ quan, ông dắt xe ra về. Vừa đi được một đoạn thì lảo đảo và gục xuống, chết ngay tại chỗ. Tất nhiên, nhanh chóng có người đến để giám định tử vong với cái nguyên nhân được ghi là nhồi máu cơ tim dẫn tới đột quỵ. Hẳn dư luận cũng có thể còn chưa quên vào năm 2016, tiếng súng Yên Bái đã làm cho cả nước chấn động khi Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đều bị bắn chết ngay tại chỗ khi vừa nhậm chức sau Đại hội 12.
Thủ phạm không ai khác, đó là Đỗ Cường Minh, phu quân của người đẹp Nguyễn Thị Thu Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Lần này dư luận đặt ra câu hỏi, ai đã giết Hoàng Xuân Đán? Một cái chết đáng chú ý gần đây là của Phan Chí Quang, sinh năm 1979, quê ở thành phố Bạc Liêu. Ông Quang từ trưởng phòng tài chính và doanh nghiệp lên vị trí phó giám đốc sở tài chính tỉnh Bạc Liêu. Vào tối ngày 21 tháng 8 năm 2020, Quang có khách ăn uống với bạn bè rồi ở nhà riêng phường 1 thành phố Bạc Liêu để ngủ. Rạng sáng ngày 22 tháng 8, người nhà phát hiện ông Quang nằm bất động nên gọi cấp cứu, bác sĩ đã đến để kiểm tra, xác định ông Quang tử vong. Nghi ngờ về cái chết của chồng mình, vợ ông Quang yêu cầu cơ quan phải giải phẫu tử thi để giám định. Rất nhanh, rất chóng, kết quả công bố ngày hôm sau, ông Quang chết là do trúng gió. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần. Ở thượng tầng chưa thấy những cú đoạt mạng chấn động và ghê hồn nào. Trong khi đó, ở các cấp thấp hơn ở cấp tỉnh, các cuộc tranh giành quyền lực đã trở nên đẫm máu. Mặc cho Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng nói, chức tước chỉ là phù vân, nhưng các học trò xuất sắc của chủ nghĩa Mác Lê vẫn quyết tranh giành cho bằng được những chương kết tiền tài, danh vọng. Ở đó xảy ra những diễn biến đầy kịch tính, họ không từ bỏ bất kỳ âm mưu hay thủ đoạn nào, sẵn sàng triệt hạ đối phương của mình cho bằng được.